Tuấn Hưng đáp trả cực gắt khi anti-fan sử dụng từ ngữ kém duyên nói về mình. Là một trong những nghệ sĩ chẳng ngại ngần đáp trả anti-fan, mới đây Tuấn Hưng đã thẳng thắn mắng cư dân mạng khi người này nói về anh bằng những từ ngữ không lịch sự. Ít giờ trước, trên trang cá nhân, Tuấn Hưng có chia sẻ bài viết trong một đám cưới. Sau đó, bên dưới bình luận, có người đã vào để lại comment với từ ngữ không tốt đẹp, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và danh dự của anh. Đọc được bình luận này, Tuấn Hưng đã vô cùng bức xúc và mắng thẳng mặt anti-fan. Ngày vui của người ta mà nỡ mở mồm nói những câu bẩn thỉu, để rồi bao nhiêu người lôi bố mẹ họ hàng hang hốc từ gốc đến ngọn ra chửi cho. Chắc đọc hết từng này lời chửi thì cũng uất ức lắm. Luật nhân quả không từ một ai, cẩn thận cái mồm giữ răng mà ăn cơm, không lại phải cơm đấy. Không chỉ Tuấn Hưng, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự phê phán và chỉ trích với bình luận của anti-fan trên vì sự kém duyên này. Tuấn Hưng là một nam ca sĩ của Vbiz. Ở thời điểm hiện tại, anh lâu lâu mới đi hát. Đa phần Tuấn Hưng dành thời gian cho gia đình. Cuộc sống hôn nhân của nam ca sĩ khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Nhiều năm nay, một ngày của Tuấn Hưng luôn bắt đầu từ 6 giờ sáng, thức dậy chờ các con chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, rồi 6 giờ 45 phút thì đến việc của anh. Con thích ăn gì thì bố chở đi ăn rồi đưa đến lớp. Đến cuối giờ chiều, dù đang làm gì ở đâu, anh cũng vội vã trở về để kịp giờ đón các con tan học. Nam ca sĩ bộc bạch, anh vốn là con một trong nhà, từ nhỏ đã hiểu được giá trị ấm áp của những bữa cơm có đông đủ mọi người trong gia đình, nên cũng muốn các con của mình cảm nhận được điều đó. Bởi vậy, mặc dù chạy show kiếm tiền không khó, nhưng nếu lựa chọn giữa việc lao đi kiếm tiền và dành nhiều thời gian hơn cho các con, anh chọn lựa phương án an toàn cho cuộc sống của gia đình với suy nghĩ đón con, chăm con giờ mới là niềm vui của mình. Giọng ca tìm lại bầu trời tâm sự, giàu nghèo cũng chỉ là khái niệm mang tính tương đối, chẳng ai định nghĩa được, kiếm vài triệu đồng mỗi tháng vẫn lo được cho con, còn kiếm được nhiều gấp trăm lần như vậy thì gọi là có tiền dôi dư để gửi tiết kiệm hay tích lũy. Mỗi người có sự toan tính khác nhau, nếu muốn có nhiều tiền thì chắc chắn phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc, mà như vậy thì chắc chắn con cái sẽ bị thiệt thòi. Anh đang chọn cách kiếm tiền ít hơn một chút, nhưng để các con có một tuổi thơ trọn vẹn và chắc chắn được lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc đủ đầy của bố. Như đơn cử việc đưa đón các con đi học, dù bận bịu nhưng Tuấn Hưng xem đó là niềm hạnh phúc không gì thay thế được. Bởi anh hiểu rằng khi còn nhỏ thì đứa trẻ nào cũng muốn được bố mẹ đưa đến lớp và đón về nhà. Cảm xúc vỡ òa lúc tan học nhìn thấy bố mẹ, đó là giá trị lớn nhất mà anh muốn lưu lại trong ký ức của các con, như ký ức của anh về tuổi thơ từng được bố mẹ yêu thương mình nhiều giống vậy. Anh tự nhận mình không còn ở cái tuổi háo thắng, muốn chứng tỏ bản thân ở góc độ nào đó, và lý do lớn nhất là vì thời thơ ấu của con trẻ chỉ kéo dài từ 5 đến 7 năm. Sau này chúng lớn rồi có hối hận, có muốn bù đắp cũng không được. Với anh, tài sản lớn nhất của những người làm bố làm mẹ không phải vài tỷ hay vài chục tỷ đồng, mà là sự trưởng thành của những đứa con. Có điều thú vị là trong cuộc sống gia đình, Tuấn Hưng tiết lộ anh mới là người đóng vai ác. Căn bản vì vợ anh khá hiền và chiều con, nên anh phải tỏ ra khắt khe và nghiêm khắc hơn để còn uốn nắn bầy con nhỏ. Nam ca sĩ chia sẻ, anh nghiêm nhưng chưa bao giờ dùng đòn roi để dạy dỗ các con, mà chỉ phạt vào niềm vui mỗi khi chúng mắc lỗi, ví dụ như không được đi chơi như đã hẹn. Dĩ nhiên, làm bố làm mẹ khó tránh khỏi những lúc cảm thấy cái đầu đang bị nóng, dễ mất bình tĩnh, nhưng anh tự tin là mình kiểm soát được điều đó, để rồi sẵn sàng mất nhiều thời gian hơn ở bên cạnh trò chuyện và dạy dỗ các con. Trong câu chuyện về những đứa con, Tuấn Hưng không quên nhắc về bà xã Thu Hương, người phụ nữ đã góp phần thuần hóa bản tính hoang dã của mình. Anh hạnh phúc thổ lộ về việc được bố mẹ vợ xem mình như con đẻ, còn bố mẹ đẻ của mình thì yêu thương con dâu như con gái ruột. Nam ca sĩ thừa nhận, thời gian vài ba năm đầu khi mới lấy nhau, cả hai cũng không tránh được những lúc va chạm, thậm chí đôi khi khắc khẩu vì cái tôi của ai cũng lớn. Song sau mỗi lần vụt vặt thì mỗi người lại hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Quan trọng nữa là anh xác định mình lớn tuổi hơn vợ nên chọn cách chủ động làm lành sau mỗi lần như thế và cùng nhìn vào con để nắm mình thay đổi.